thần thông của tham sân si này. Phải đó, hãy khẩn trương cho ông ta biết thế nào là sức mạnh của chúng ta đi tham huynh. Kệ sư huynh. Này Sa môn Cô Đàm, nghe nói ông có thần thông La Bất Cô Đàm, có trí tuệ thiên tục, sao lại có những đức tánh đời thường quá như vậy? Tới đây rồi, sao ông không dùng thần thông bay dẹo qua bên kia sông? Cứ gì đứng đây phơi nắng như vậy? Nói nhiều với ông ấy làm gì? Tham huynh, hãy chứng minh chồng ấy thấy đi. Chỉ có một việc qua sông mà đối với ông khó khăn và đời thường như vậy thì quá thật là thất vọng. Lời đồn với ông chỉ là hư danh. Hư danh? Ông phải xem thần thông của huynh đệ ta đây. Đó, ông đã nhìn thấy rồi chứ? Nhưng chưa hết đâu, hãy xem tam sư đệ cô ta biểu diễn đây. Tam sư đệ, với cuộc sống nhỏ xíu này, ta không cần dùng quá nhiều công sức đâu, chỉ cần chút ý niệm nhỏ lẻ là ta có thể qua bờ kia rồi. Nhiều đi là đúng rồi, về thôi. Các ông đã đạt đến mức thần thông có thể thượng thừa, quả thật rất giỏi. Ta có thể biết danh tính của các ông. Tham Sân Si. Này Tham Sân Si đạo sĩ, có ta. Các ông đã từng khổ luyện để chỉ được bay trên mặt nước, đi trên mặt nước, dùng ý niệm để băng qua lòng nước. Như vậy, các ông đã tốn bao nhiêu năm để đạt đến mức thần thông này? Huynh đệ của chúng ta đã dày công khổ luyện. Mất 30 năm rồi. 30 năm khổ luyện đó nghe. Mất 30 năm, Tham Sân Si mới khổ luyện thành. Như vậy thì quá dài. Chỉ cần 5 đồng xu thì ít thời gian ngắn nữa là thầy trò ta đã có thể đi qua sông trong an nhiên tự tại, và có thể giúp được người lái đò có thêm cuộc sống. Thế thì đối với ta, thần thông chỉ là hư vô ảo vọng. Này Tham Sân Si, các ông nên biết, đạo của ta là đạo giải thoát, không dùng thần thông để tu giải thoát. Tất nhiên, đạo của ta sẽ không có tham, không có sân, và cũng chẳng có si. Tâm kiên định, giải trừ ba độc. Tham, sân, si, an nhiên tự tại, trang nghiêm giới luật, là cách duy nhất để khổ luyện, vượt bến mê, đến bờ giác ngộ giải thoát. Ba mươi năm khổ luyện không bằng một lời nói, một hành động của ngài. Thế Tôn, thật đúng như lời đồn, quả thật ngài là một thánh nhân có trí tuệ uyên thâm. Còn chúng tôi có mắt như mù, vì si mê nên ta đã vô minh, quay cuồng trong bao nhiêu nghiệp trần. Lòng tham tàn càng đắm sân si, càng rơi trong biển khổ ai ai. Lòng tham sân si trong kiếp nhân sinh, ai mà không vướng trong cuộc đời. Giải thoát nào diệt khổ nhân sinh, mà ta mong tìm anh. Bạch Thế Tôn, hành động vừa rồi của ngài đã làm chúng con giác ngộ ra được phần nào công hạnh tu tập